Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay là chiều thứ ba, Mountain Time, Arizona, Bắc Mỹ. Bây giờ là mùa hè, trời rất là nóng. Trong cái vùng gọi là thung lũng của mặt trời. Thì nói chung tuần này là tuần lễ đầu của tháng 7. Tháng 7 thì ở Mỹ nó có cái ngày lễ độc lập. Ngày lễ độc lập, cái ngày Mỹ nó thống nhất đất nước của nó. Gọi là July 4. Thì nói chung nó tổ chức, nó bắn pháo bông và người dân Mỹ họ được nghỉ gần như là 2 ngày lễ. Cho nên những anh chị em các bạn ở Mỹ thì tuần này gọi là cái tuần lễ của giữa năm, cái ngày lễ mà độc lập đó, cái ngày lễ lớn, nhiều người nghỉ, gần như là nghỉ suốt tuần, và bắt đầu dân Mỹ họ chuẩn bị đi chơi. Người Mỹ họ thường hay đi chơi hay tổ chức những cái cuộc du ngoạn vào những ngày lễ lớn, những ngày lễ, nhất là những ngày lễ như lễ độc lập. Nó sẽ rớt vào thứ năm. Những cái công ty lớn thì họ nghỉ thứ năm, thứ sáu, còn nhiều khi những công ty nhỏ nó chỉ cho nghỉ ngày 4 tây thôi. Những công ty lớn thì cái quyền lợi nó cao thì nó cho nghỉ 2 ngày. Đây, ở Mỹ những cái ngày nghỉ lễ lớn nó tùy vào cái công ty, như rớt ngày thứ năm thì đa số những công ty lớn như ngày xưa tôi làm thì nó cho nghỉ luôn thứ sáu, và nhiều người họ có nghỉ phép rồi thì họ lấy luôn nguyên tuần đó họ nghỉ để đặng họ đi chơi, nó có thời giờ với gia đình, một cuộc sống của nó, của họ. Thì các bạn biết những ngày này người ta sẽ chuẩn bị đi chơi rất là đông, rất là nhiều. Những cái tiểu bang họ đi, họ lái xe, thường thì họ lái xe, họ có thể đi ra những cái công viên, họ có thể đi săn bắn, đi lên rừng, hay là đi kéo tàu, đi câu cá, vân 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 vân. Cuộc sống ở Mỹ vậy thôi. Thì July 4 này mình cũng có được mời gia đình của một cái người của chế độ cũ, họ có mời mình đến ăn tiệc lễ độc lập, tại họ nghỉ lễ mà, thì mình cũng có tới tham dự. Nói chung thì cuộc sống ở Mỹ nó vậy thôi. Nhiều khi mình chia sẻ về cái đời sống ở bên Mỹ, về những cái mặt tiêu cực, đôi lúc khiến một số các bạn là những người sống trên đất Mỹ, khi các bạn có được cuộc sống ổn định thì nhiều khi anh chị em các bạn cảm thấy không hài lòng về cách chia sẻ của Lợi Minh. Nhưng mà đối với Lợi Minh thì bình thường. Tại vì mình sống, mình phải chấp nhận cái sự thật. Mình trong tiếng Anh nó gọi là mình phải realistic. Nhưng mà mình không nên sống trong cái reality. Mình cần phải sống thực tế và thực dụng. Mà mình sống nó gọi là reality, các bạn biết nó giống như là ảo vậy đó. Mình sống mình bị lôi cuốn vào vật chất thì too much reality. Mình cần phải realistic, cần phải thực tế và thực dụng hơn thì cuộc sống nó sẽ có nhiều những cái ý nghĩa. Bởi vì tại sao nhiều khi tôi thấy nhiều người đi ra khỏi nước rồi trở thành Việt Kiều. Việt Kiều thì rất là ngon, đi về Việt Nam như tôi thường hay chia sẻ, chỉ vì những cái mà mình nó reality nhiều quá đó. Mình sống trong cái reality nhiều quá, các bạn biết đi về Việt Nam Việt Kiều đi trên mây không à. Cho nên nhiều khi về bị mấy chân dài nó quất, chân dài tới nách nó quất còn cái quần tà lõn. Về bên này thì bắt đầu phải chấp nhận vào cái cuộc sống nó gọi là realistic. Cho nên lại mình chia sẻ để mình sống nó thực tế hơn, mình không có bị lôi cuốn vào trong cái ảo vọng, ảo tưởng nhiều quá. Thì mỗi người có cái nhìn về xã hội Mỹ. Nếu các bạn cảm thấy
không hài lòng về Lệ Minh chia sẻ về nước Mỹ, Lệ Minh đành chịu à. Hồi nào giờ Lệ Minh sống, Lệ Minh nghĩ là như vậy đó. Lệ Minh nói chuyện với mấy thằng Mỹ, Lệ Minh cũng thẳng thắn với tụi nó, sòng phẳng. Chứ cuộc sống ở Mỹ này mà nó là như vậy đó. Với lại mình cũng không muốn cái chất xám của quê hương mình nó bị chảy máu khi một số người họ quá ảo tưởng, họ bỏ quê hương ra đi, biết bao nhiêu tiền bạc, được bao nhiêu người thành công, mà đa số thì sự thành công thì rất là ít, rất là ít. Thành công như thế nào mới gọi là thành công anh chị em các bạn? Đối với tôi, thành công là anh phải là một người chủ nhân, anh phải là một doanh nhân, hay là anh phải nói về kiến thức thì anh phải là một kỹ sư, anh phải là một người trí thức, anh là một người có bằng cấp mới gọi là thành công khi anh đến nước Mỹ này. Đó là thành công về vấn đề mà gọi là cái học vị. Còn anh qua đây anh đi làm công nhân cho người ta mà anh nói anh thành công thì tôi nói wow, cái này phải suy nghĩ lại rồi nha, cái này phải suy nghĩ rồi, cái này có gọi là thành công chưa ta? Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha, cái này có gọi là thành công chưa? Cứ không nghĩ, không nên ảo tưởng cái sức mạnh của đồng tiền như vậy. Cho nên Lệ Minh chia sẻ để một số những người, người ta khi người ta bỏ quê hương ra đi cần phải suy nghĩ cho kỹ, cho chín chắn. Qua mà ở Việt Nam thì đã của ăn của dư của thừa của để rồi, mà bỏ cái chất xám đó để nó chảy máu đi thì rất là uổng. Mình đem cái chất xám trở về quê hương thì tuyệt vời, nhưng mà đừng để nó chảy đi một cách phí. Tuy nhiên ở Việt Nam thì làm ăn thành công, có cơ sở cơ ngơi, qua bên đây phải đi làm công cho người ta, thì tôi nói là cái đó một cái sự sai lầm. Thì Lệ Minh chia sẻ để một số cái những người khác họ không dẫm vào những cái sai lầm đó thôi, chứ không phải là mình chê nước Mỹ. Nước Mỹ này nó muôn màu, muôn mặt, muôn hình, muôn vẻ. Nói cái tốt thì tôi nghĩ là ai cũng thấy, cũng biết rồi. Nhưng mà nó cái mặt trái của nó có dám nói không? Cái đó cái chuyện mới là quan trọng. Mình có dám nhìn thẳng vào cái sự việc đó không mới là quan trọng. Hay là những cái vật chất, những cái đồng tiền nó làm cho mình không nhìn thấy được. Thành ra cuộc sống nó muôn màu muôn mặt. Tôi thấy thì ở trên này anh em thì chỉ chia sẻ nhau thôi, vậy thôi. Có nhiều khi các bạn ở nước ngoài, ở Mỹ rồi các bạn cảm thấy bức xúc, khó chịu vì cách chia sẻ Lệ Minh thì Lệ Minh xin lỗi vậy, đành chịu. Một là các bạn quỷ kết bạn với Lệ Minh, hai là các bạn đừng follow Lệ Minh, ba là là stay away from Lệ Minh. Cứ vậy thôi, để cho các bạn cảm thấy không khó chịu. Đối với Lệ Minh cái gì nó thẳng thắn à, lên trên này mình cũng phải rõ ràng. Lệ Minh quay cho anh chị các bạn xem cái nông nghiệp ở đây. Đây là mà để Lệ Minh gần xe lại để cho anh chị các bạn xem. Tụi Mỹ nó trời nắng nha, nắng dã man luôn, mà nó trồng bắp, trồng dưa hấu rất là tốt. Tại vì nó tưới, các bạn biết nó tưới hormone mà, nó gãy cái chất đó nó làm cho cái cây xanh tươi tốt lắm. Trái dưa hấu nào cho nấy bự chà bá luôn. Xuống mà nhiều khi thỉnh thoảng chiều mình về vậy nè, cái ghé vô hái trái về ăn. Này bây giờ các bạn thấy đây là cái vườn để mình cho các bạn xem nhé. Anh chị bạn coi có trồng, các bạn thấy không, nó tươi sa mạc đó, các bạn thấy không? Những người nói ô Lợi Minh nó ở trong sa mạc, cái đất nó mới hái đây hai đợt rồi anh chị các bạn. Giờ bên cho đến giờ không mới hái, nó mới hái hồi trưa này mình đi ngang qua đó, cho nên không thấy mấy cái trái nó lồi ra, mỗi bữa nó lồi ra hay à, tươi mà trái nào trái nấy nó bự chà bá.
nó to lắm, bên đằng kia nó trồng bắp, anh chị em các bạn thấy không? Đó, đó nhớ nhiều trái nó lú lú ở đó đấy không? Đó, trái đó mà ôm về hả, nó giòn các bạn, tại biết nó tưới phân mà anh chị các bạn, nó giòn mà nó ngọt. Mùa này dưa hấu bên này rẻ lắm, khoảng 15 sen, 15 xu trở lại là 1 pound. Vài bữa nó vô mùa đậm nó còn rẻ nữa kìa, bữa nay mới bắt đầu vô mùa, vài bữa mà nó giữa mùa đó nó thu hoạch rồi đó, nó còn xuống nữa kìa, 5-10 sen 1 pound, chợ nó bán đầy. Các bạn thấy dễ sợ, nó trồng hay không, các bạn thấy nông nghiệp của nó làm không? Một cái này là các bạn biết, một cái xíu nó gọi là một square mile nè, 160 mẫu Mỹ nè, nó canh tác, các bạn biết bên này nó canh tác, dân nó làm ruộng á, thường thường nó 40 mẫu cho đến 160 mẫu, 320 mẫu. Mỹ nó chia lô đất, thằng chính phủ nó bắt người ta phải chia đó. Chẳng các bạn biết 40 10 năm nó của thì mẫu thì nó phải chẳng 40 60 80, những cái mẫu đất lớn như này, 3.000 các bạn thấy không? Đấy, nó trồng về nông nghiệp tụi Mỹ, các bạn đừng nghĩ là nó là không có hóa chất đồ nha. Có nhiều người nói là ô thằng Lợi Minh nó nói nước Mỹ vậy, người ta có bên tụi FDA nó kiểm dịch mà, đúng, nó kiểm dịch, nó cho phép cái lượng hóa chất được vào bao nhiêu. Nhưng mà khi người ta lạm dụng về thức ăn đó, khi mà mình gọi là sống mà mình bị too much reality đó, là ảo tưởng. Mình thấy ngon cái mình ăn 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 thì các bạn thấy thực phẩm nó bị lạm dụng, khi nó lạm dụng thì con người ta bị bệnh ung thư và nhiều chứng bệnh khác xảy ra, các bạn thấy không? 3.000 trời nắng vậy đó, nắng chang chang vậy đó, các bạn 110 độ mà nó cho nước vô, bắt đầu nó xả rồi nó bơm thuốc vô tươi gói. Đấy, còn bên đây nó chăn nuôi bò nè, anh chị em các bạn thấy nó chăn nuôi bò rất là hay. Tại sao thịt bò Mỹ nó ngon, anh chị em các bạn thấy thịt bò Mỹ nó ngon là gì? Nó nuôi nó dỗ béo, nó cho ăn thức ăn nó dỗ béo, dỗ con bò trong 6 tháng đầu nó dỗ béo, con bò lớn rất là lẹ đây, nó ăn xong, ăn no xong rồi đó là nó cho ra đồng để các bạn thấy không, bắt đầu con bò nó đi bộ, nó ăn cỏ ở ngoài đồng vậy đó, rồi bắt đầu thịt nó ngon ngọt lại, các bạn thấy không? Đó, thịt bò đó, đó là bò, đó là bò thịt nhé, nó trồng cỏ các bạn thấy không? Đó, nên đất đai của nó lớn lắm cho nên nó trồng cỏ, tại vì các bạn biết nước đó, nó đưa vào những cái kênh đào nó đưa nước vào thì mấy thằng đó nó trả tiền nước hàng tháng thôi đấy, và con bò nó ăn, nó dỗ béo xong rồi nó ăn rồi đủ ký đủ cân, bắt đầu nó thấy con bò chất lượng ngon rồi bắt đầu nó đem ra nó bán, thì cái thịt nó ngọt, các bạn thấy thịt nó ngọt ngon mà ăn nhiều. Ăn nhiều thì cũng chết. Các bạn nói đằng nào cũng chết chứ á, bởi vì ở Mỹ là nó bị ung thư là năm 2018 theo thống kê đó, là tôi nhớ là hơn 600.000 người bị chết vì ung thư đó, các bạn thấy kinh khủng không? Tại vì cái gì nó cũng phải trả cái giá của nó thôi. Thời buổi bây giờ mà công nghệ nông nghiệp quá hiện đại, bất cứ công nghệ nông nghiệp hiện đại đại quá đó thì nó cũng phải dẫn đến vấn đề hệ lụy, nó dẫn đến vấn đề hệ lụy, bởi vì thằng Mỹ là cái thằng mà nó xả cái ô nhiễm, cái ô nhiễm ra ngoài rất là dữ bạo, nó đâu dám ký những cái hiệp định bảo vệ môi trường đâu chị bạn, nó ký là nó chết, ký là nó tự sát. Các bạn thấy đó, những cái kinh, con kinh nhỏ 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 vậy đó, đó là cái thằng mà nó có một cái tụi tư nhân nó dẫn nước về nó bán lại. Thường thì những nước này là các bạn biết nước từ những cái ống cống cầu tiêu, nó gọi là sewer line, cầu tiêu nó dẫn về, tại vì những cái nước đó nó lên bắt đầu nó dẫn về nó bán cho những cái nông trại như vậy, các bạn thấy không? Bên đó là cái nông trại bò, bò đó là bò sữa đó, bò sữa đó, thì bên này nó trồng cỏ nè, anh chị các bạn thấy nó trồng cỏ không?
xong rồi nó có những chiếc máy cài, cái này là khoảng 160 mẫu á. Tại vì mình biết mà thường nó tính theo một cái square mile lớn lắm, các bạn thấy không, là nó trồng cỏ vậy nè. Đấy, đâu phải chực, các bạn nghĩ thấy cỏ xanh gì, nó cũng phải phân bón và thuốc men làm sao cho cây cỏ nó lên to bự để con bò nó ăn. Đây các bạn thấy không, bà xong rồi bắt đầu nó cắt, nó có máy nó cắt, nó vô thành bó. Nó trồng bắp cũng vậy nữa, hàng này là chuyên môn, nó trồng bắp xong rồi nó lấy máy nó cắt. Nó cắt xong rồi nó cho bò nó ăn. Đấy, người ta làm nông nghiệp, người ta quy mô lớn như vậy thì các bạn thấy sắm ngon. Bởi thịt bò Mỹ nó xuất khẩu cũng dữ dằn lắm, chứ nói các bạn biết. Nó xuất khẩu qua Nhật cũng nhiều nè. Các bạn thấy không? Đấy, về nông nghiệp, mình nói về nông nghiệp ở bên Mỹ này, nó làm quy mô lớn lắm. Còn ở Việt Nam mình, các bạn đi, các bạn thấy chỗ kia chừng công, nửa công, rồi nọ 3-4 công, dày ba công, hai ba cái dày ba công, thành ra nó cũng là một cái khó khăn cho ông chính phủ ổng điều hành, rất là khó điều hành. Tôi nói chuyện với bạn về vấn đề những cái cách thức mà buôn bán mô hình xã hội Việt Nam cũng vậy, ông nhà nước mình ổng cũng điên đầu nhiều khi, mà dẹp vỉa hè thì cũng không được, mà để thì nó mất trật tự an ninh sao đồ. Để dân sống cái khu mà gọi là khu nhà ở, được ra nhà ở, khu kinh doanh thì kinh doanh đó, muốn đưa vào như vậy đó. Thì các bạn thấy những cái mô hình xã hội Việt Nam hiện nay, mô hình tư nhân như tập đoàn Phạm Nhật Vượng đó, thì họ bắt đầu đưa vào những cái mô hình đó, là khu nào bán buôn là bán buôn, khu nào ở là ở. Như vậy thì nó dễ điều khiển hơn, người ta dễ, ông chính phủ ông cũng dễ tính toán làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ như có chuyện gì cũng vậy, cũng rất là dễ cho ông chính phủ ông điều hành một cái hệ thống dân sự. Thằng Mỹ này tại sao nó điều hành dân sự nó hay, là tại vì nó có lề, có lối, có hàng ngang hàng dọc, chiều ngang chiều dọc, hàng nó có đâu có đó, chứ không phải Việt Nam mình mạnh ai nấy thấy nhà đằng kia trồng ớt thấy kiếm được ăn thì đằng đây nó cũng trồng ớt lên. Các bạn nói ăn dài bữa kéo nhau chết. Đằng kia các bạn thấy trời nóng quá, nó phải phun nước cho bò mát đó. Đấy, nó phải phun nước xuống cho những con bò nó mát. Đây là những cái trang trại bò này. Bò sữa cực kỳ lớn, mà người ta làm máy móc đồ lắm kìa, chứ không phải như Việt Nam mình đâu. Ngay cả cái vấn đề bò sữa Việt Nam, các bạn thấy có những lúc mà người dân mình bị ứ động sữa đó, là dân la làng lên, ông chính phủ phải lật chạy xuống kêu Vinamilk ra để đặng mà giải quyết làm sao mà mua cái số lượng bò sữa, cái số lượng sữa của những người dân mà họ nuôi một cách bừa bãi, mà thu về những cái đại lý nó thu về nhiều khi nó ém giá đó. Đấy, các bạn thấy ông nhà nước phải nhảy vô để dàn xếp. Cho nên tôi nói không phải mình, nhiều tụi thế lực thù địch thành phần bao que ô hợp thì nó nói này nịnh bợ chính quyền. Tôi nói với các bạn, nhiều khi tôi nhìn thấy tội nghiệp ông nhà nước Việt Nam mình, nhiều khi mình sống ở nước ngoài rồi, những cái mô hình mà xã hội dân sự, những cái pháp luật đó, mình nhìn về quê hương mình thấy rất là thương cái ông chính phủ Việt Nam mình, làm việc luôn luôn tìm đủ mọi cách làm sao nó hài hòa, làm sao cho người dân, cái tầng lớp lao động phổ thông họ có được cái cuộc sống ổn định vậy, chứ không phải như bên Mỹ đâu. Các bạn thấy thằng Mỹ nó làm cái gì, các bạn biết, nó mở một cái chợ, nó mở một cái trường học, nó mở một cái quán, cái gì cũng vậy nữa, nó tính, nó có một cái đội ngũ analyze, nó analyze cái thị trường, là nó survey hết bao nhiêu dân sự, bao nhiêu cái số lượng dân ở đó, mật độ dân ở đó, và nó tính một gia đình bao nhiêu con, nó thống kê được hết các bạn biết, thì bắt đầu nó sẽ mở một cái chợ cỡ nào, và nếu mà nó cạnh tranh thì hai cái đối thủ đó làm sao phải cân đối với nhau, lành mạnh với nhau. Đấy, các bạn thấy nó có một cái hệ thống đâu qua đó. Còn ở Việt Nam mình nhiều khi rất là khổ tâm cái về vấn đề mô hình dân sự, tại vì mình sống hồi nào như vậy, mình đã quen cái tập tục như vậy rồi, giống như cái cách lái xe của mình ở Việt Nam vậy,
đi về nhìn thấy giống như một đàn kiến chạy bên này lẹn bên kia, lách bên nọ lòn bên kia bên ấy, các bạn thấy không? Bên mà người ta vẫn sống như vậy quen rồi, bây giờ mà đưa vào khuôn khổ thì thôi không biết phạt bao nhiêu người cho hết. Cái lần đấy ở bên Mỹ này, nếu mà đi xe cộ mà kiểu giống như Việt Nam thì tôi nói cho các bạn lộn xà sần là vô cùng phức tạp, nó xách súng mà nó bắn lộn xà ngầu hết, các bạn thấy không? Nó có hệ thống hết trơn à. Còn ở Việt Nam mình thì cái mô hình sống xã hội bây giờ muốn thay đổi đâu phải một sớm một chiều đó anh chứ các bạn, đâu phải một sớm một chiều đâu. Cái gì cũng vậy, thay đổi một cái ý thức hệ nó đòi hỏi thời gian. Còn vấn đề sống ở đâu, anh cảm thấy cái điều đó là cái quyền lợi ích lợi cá nhân của anh thì anh sống thôi. Có nhiều người họ cảm thấy họ qua Mỹ họ có thể đổi đời lập nghiệp, cái đó là cái suy nghĩ của họ. Nhưng mà đối với tôi nhìn thấy cái thực tế thì nếu mà ăn nên làm ra Việt Nam mà đi qua đây làm chi, qua đi chơi du lịch hay là cho con cái đi học hành thì ok, qua để trao đổi cái kiến thức, trao đổi cái hiểu biết, trao đổi cái kinh nghiệm để mình học hỏi, để mình trở về mình làm việc, mình phục vụ quê hương mình nó tốt hơn, mình tạo công ăn việc làm cho người dân trong nước. Và trong khi đó mình bỏ đi cái cơ sở mình đã gầy dựng lên rồi qua đây đi làm công cho người ta thì tôi thấy tiếc. Tôi tiếc như vậy thôi. Chứ tôi không có chê là anh qua đây anh làm công việc gì hay là anh sống làm sao. Đời sống người Mỹ họ cũng tất tần tật lắm anh chị các bạn ơi. Đâu phải ai cũng qua Mỹ là thành công hết đâu. Ngay cả người Mỹ họ còn vất vả trăm bề. Thì nói chung nhiều khi cái cách chia sẻ của Lê Minh làm cho một số người không thích, họ ở nước ngoài rồi họ không thích thì Lê Minh đành chịu. Cho nên Lê Minh chỉ góp ý, một là các bạn nên hủy kết bạn với Lê Minh để không có cảm thấy khó chịu hay là phiền phức. Lại mình cái tánh lại mình vậy, ngay cả trong anh em chơi cũng vậy, có những cái mình phiên nhau mình chia sẻ với nhau mà không có cái sự tốt hơn đó, thì lại mình quỷ kết bạn, thà là không ngồi chung bàn để không có cảm thấy tức tối hằng lợi. thì nên không nên là bạn với nhau, thì chỉ là khách vãng lai được rồi. Vãng lai được rồi. Ví dụ như lâu lâu vô diễn đàn ai hay là thấy lại mình chia sẻ thì ở đâu đó thì vô thì cứ quất. Chứ kết bạn rồi nhiều khi thấy lại mình nói chướng tai gai mắt nhiều khi làm mình khó chịu mệt lắm. Cho nên các bạn thấy đối với mấy thằng chống cộng cực đoan gì, nhiều khi mình vô mình tranh luận với nó làm cho mình cũng vô mấy diễn đàn của nó mình tranh luận với nó, nhiều khi nó làm cho mình nặng đầu nặng óc. Thành ra mày vô diễn đàn của anh em thì tao vô đó tao quất mày. Chỉ vậy thôi. Tại vì là mình tham gia cái không gian mạng này quá lâu rồi. Các bạn biết đối với mấy tờ thành phần chống cộng cực đoan ô hợp cái đám ba sọc lờ thì thôi. Cái tụi này thì thôi. Cái tụi này thì có cái hòn đảo nào đó đưa nó ra ngoài đó cho nó sống. Chỉ có vậy thôi. Thì nói chung trên cái không gian mạng này là mình cũng chỉ là một người bình thường thôi anh chị các bạn. Đừng đề cao lại mình quá. Cái này là mình nói thiệt. Không nên đề cao quá rồi trong một lúc nào đó các bạn sẽ cảm thấy thất vọng. Tại vì nhiều khi lại mình nói chuyện nhiều khi nghĩ sao mình nói vậy. Khi mít lòng thì chịu thôi à. Chơi với bạn bè, bởi vì là mình bạn bè thì cũng ít. Nhiều khi mình nói thẳng quá không có nhiều bạn, thà kể ít bạn có đỡ phiền phức. Bạn nhiều thì vô cái bối rối gia đình. Cuộc sống mình cứ vô tư đi cho nó dễ chịu. Đối với tôi thì tôi nghĩ rằng nước Mỹ này
nó không phải đơn giản như một số người các bạn nghĩ đâu. Các bạn có của ăn của mặc, của dư của thừa của để thì mừng, mừng cho các bạn, tôi mừng cho các bạn, nhưng cũng đừng quá ỷ lại nha. Dạ, rút tỉa kinh nghiệm bài học xương máu năm 2008, đừng ỷ lại. Ngày nào mình còn phải xích cái cày đi cày thì hết sức cẩn thận đấy. Nó mà quất một cái nữa, một cái nữa là từ chết cho tới bị thương á. Chứ không giỡn đâu. Đất Mỹ nè mà. Nó marketing và nó quảng cáo mình mê chết. Các bạn mà đi vô mua xe, mua nhà, mua cửa, mua đồ của nó coi. Chú. Đi vô lạng hoạn là dính chấu liền á. Dính chấu vô coi như là xong. Game over. Là bắt đầu bù đầu bù cổ, đầu tắt mặt tối, chạy theo những cái vật chất, làm để có được những cái thứ đó là phải bị lôi cuốn vào trong nó. Tốt nhất là hay là mình nghĩ theo kinh nghiệm bản thân, làm sao gói ghém cho nó hài hòa. Chỉ vậy thôi. Các bạn thấy không, sự hào nhoáng của nước Mỹ nó muôn màu muôn mặt lắm, giống như các bạn thấy như lại bên quay gì một con đường ở đây nhựa rất là đẹp. Các bạn thấy không? Đấy, đường nhựa rồi nhà cửa rồi đó, nó đâu đó chỉ chạy xuống chút thôi. Các bạn sẽ thấy nó lại khác, và lại mình có thể băng qua một con đường trên kia. Các bạn thấy những ngôi nhà gọi là manufacture, nhà gọi là nhà di động đó. Mấy cái nhà mà mưa bão nằm trong nhà mà nó nó lắc mà nó rung rung. Chứ đâu phải giỡn đâu. Nói chung cuộc sống mà, đừng làm sao đừng có để cái thằng tư bản nó lôi cuốn mình vào trong mê hồn trận của nó. Chết đó anh chị em các bạn. Nó lôi mình vào cái mê hồn trận của nó là chết. Mà ơi, nó thấy mình có nhà, có cửa, có tài sản rồi hả? Nè mày, tao cho mày mượn tiền nè. Mày làm thêm cái hồ bơi chỗ này nè. mày làm thêm cái patio, cái chỗ mà để nướng barbecue rồi chỗ này nè. Đó. Mày, tao cho mày mượn tiền lời thấp lắm. Còn không thì 3 năm, 2 năm sau rồi trả. Nó chơi kiểu vậy đó. Rồi bắt đầu thấy ham. Chà, nhà bạn có cái hồ bơi, nó có cái ao cá, nó có cái barbecue, cái gazebo, hay là cái ramada. Cái ramada bên này nó gọi cái ramada giống như cái hồ lăn bộ, giống vậy các bạn biết không? Cái ramada cái chỗ để người ta làm cái nhà, để giống như mình tổ chức party đồ, mình nấu nướng đồ ăn chơi đó. Đây, các bạn thấy không? Hay là ôi mua chiếc tàu. Hay là mua chiếc tàu. Đây, các bạn thấy không? Nó cứ thêm nó cứ thêm mà nó có bớt, mà nó thấy các bạn có tài sản nó cứ thêm. Nó quảng cáo nó làm mê lắm. Nhà ngân hàng đồ nó thấy ùa thằng này nó có tài sản. Nó gửi thơ về. Chắc nó gửi cho cái tấm ngân phiếu đã lắm. Nè chỉ ký vô đó lấy vài chục ngàn đó à. Ký cái rẹt như cái mà. Cầm vài chục ngàn liền. Easy money hả? Nhưng mà nó không phải đơn giản vậy thôi. Thì là mình chỉ chia sẻ vậy thôi. Mình cũng về tới nhà rồi. Thôi thì xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hay gầy. Hả? Có sắp đặt. Ừ, sớm gì có ba que tới không? Ừ, sớm gì ba que có tới hả? Nhớ coi chừng ba que kìa, ba que nó lu manh lắm hả? Hả? thấy ba que là cứ lụm. Thôi xin chào anh chị các bạn nha, bye 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 bye.